Đời tôi suy như nhàn quá trường không, mỗi khi làm việc đều không đua anh, chỉ nguyện đua say luôn đông đầy nhiệt huyết. Tuổi trẻ hôm nay nên cất bước lên đường, dù gian khó dù phong ba vẫn bên lòng không dục chí đấng trường phu. Phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật, soi sáng để mình bằng một lối đi chung, là cống hiến, là lệ danh, là cho đi không hề suy tính, dấn thân vào khắp chốn nơi vùng sâu, giúp cho người vượt thoát với niềm đau, tìm được cho mình một lối đi tươi sáng, trái tim thiện nguyện luôn vững vàng hành tiến, không mong cầu không suy tính. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính bái bạch trên chư tôn Tịnh Đức, hội đồng điều hành học viện, kính thưa chư vị giáo thọ sư, đồng kính thưa tất cả anh em tăng ni sinh viên thiền nguyện. Kính bạch chư tôn Đức, kính thưa tất cả chư huynh đệ, hoằng pháp vi gia vụ, lợi sanh vi bổn hoài, sứ mệnh của người con Phật không gì khác là đem những ánh sáng, những thông điệp tốt đẹp của mười phương ba đời chư Phật để tạo nên nguồn sống an lạc cho tất cả mọi người, cho vạn loài chúng sinh, nhằm kết nối yêu thương cũng như xoa dịu, góp phần xóa tan những thù hằn, những khổ đau, những oan trái trong cuộc sống thường nhật của những con người trong cuộc sống này. Chính vì thế, tất cả các anh em tăng ni sinh viên, mặc dù còn ngồi trên ghế nhà trường, nhưng đã góp phần đem tâm niệm thiện nguyện của mình để tạo nên một chút ấm áp, một chút mát mẻ, nhỏ nhoi với những chất liệu của người con Phật, nhằm xoa dịu những nỗi đau ấy, và để cho tất cả anh em vững tin để dấn thân thiền nguyện một cách sâu sắc và có hiệu quả, nhằm góp phần tạo nên cuộc sống an lạc trong xã hội đương đại. Hôm nay đây, ban điều hành ban hộ pháp sinh viên thiền nguyện tổ chức khóa lễ, khóa tập huấn kỹ năng hoằng pháp với những chương trình vô cùng thiết thực, đó là đào tạo kỹ năng sư phạm cũng như truyền thông trước công chúng, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng MC cũng như kỹ năng quản trò cho tất cả các anh em tăng ni sinh viên khi dấn thân làm công việc hoằng pháp. Bên cạnh đó còn dấn thân thiện nguyện với tất cả những gì có thể. Chính vì thế, tất cả những tâm niệm ngồi lại đây mong muốn góp phần xây dựng một cách mạnh mẽ hơn nữa trái tim thiền nguyện của mình, và đó cũng chính là lý do của khóa lễ tập huấn sáng hôm nay. Chúng con thật sự hạnh phúc khi sáng hôm nay được cung đón bước chân an lạc của chư tôn Tịnh Đức. Chúng con xin cung kính giới thiệu trên bàn chứng minh sự hiện diện của Thượng tọa Thích Đạt Đạo, Phó ban Hoằng pháp Trung ương, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Chúng con xin được cung kính giới thiệu sự hiện diện của Đại Đức Thích Quảng Thiện, Phó Văn phòng Học viện, Trưởng phòng Sinh viên vụ, Cố vấn chỉ đạo Ban Hoằng pháp Sinh viên. Chúng con xin được cung kính giới thiệu sự hiện diện của Đại Đức Thích Thiện Thuận, Giảng sư đoàn Ban Hoằng pháp Trung ương. Chúng con xin được cung kính giới thiệu hôm nay cũng có sự hiện diện của Đại Đức Thích Minh Khương, là người khơi nguồn cho những trái tim thiện nguyện, Trưởng ban Hoằng pháp Tăng ni sinh viên thiền nguyện. Và những trái tim rạng ngời, những tâm hồn cao thượng, dấn thân phục vụ, chia sẻ những nỗi đau và góp phần tạo nên tình thương cho nhân loại. Xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng giới thiệu sự hiện diện của tất cả các anh em Tăng ni sinh viên. Giờ này đây, để cho tất cả chúng con củng cố hơn được niềm tin nữa, và để bắt đầu vào chương trình tập huấn với nhiều kết quả,
hữu hiệu nhất. Chúng con nhất tâm kiền thỉnh Đại Đức Thích Quảng Thiện, cố vấn chỉ đạo Ban Hộ Pháp sinh viên, phát biểu khai mạc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Thích Đạt Đạo, Phó Ban Hoằng Pháp Trung ương kiêm Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa Thượng Tọa Thích Thiện Thuần, Giảng sư đoàn, Ban Hoằng Pháp Trung ương cũng là vị hướng dẫn giảng viên cho quý vị trong khóa tập huấn ngày hôm nay. Thưa tất cả toàn thể anh em tăng ni sinh viên thiện nguyện, thưa quý liệt vị, phải nói rằng Ban Hoằng Pháp tăng ni sinh viên thiện nguyện ra đời trong một cái phong trào phát triển mạnh mẽ của Phật giáo đương đại. Vào năm 2006, sau khi Học viện Phật giáo Việt Nam cùng với Trường Đại học Maha Chulalongkorn của Thái Lan tổ chức hội thảo về Phật giáo nhập thế và công tác xã hội, thì thầy Lê Bình Thác ngay lúc đó đề nghị là phòng sinh viên vụ của học viện phải tổ chức ngay những đội ngũ sinh viên có thiện tâm thiện chí để làm những công tác xã hội, trong đó đưa ra các mục tiêu rất là rõ rệt. Thứ nhất là làm sao cho sinh viên học viện chúng ta đang ngồi tại mái trường này đã có tâm nguyện dấn thân phục vụ cho đạo Phật dân tộc. Thứ hai là làm sao những sinh viên ấy phải đi đến những vùng sâu, vùng xa để đưa ánh sáng của đạo Phật đến những cái nơi khó khăn nhất, những cái nơi không có cái điều kiện gặp được Phật pháp, để cho những nơi đó họ củng cố lòng tin đối với Tam Bảo, cũng như làm sao họ thoát được chút nào khổ nạn của thế gian. Thứ ba là nhằm đào tạo tất cả những sinh viên đang ngồi ghế nhà trường có tâm huyết, có kỹ thuật, có cách sống, để làm sao khi mà về trở hết học tại trường, trở về tại địa phương của mình, thì có thể là đứng vào hàng ngũ giáo hội để làm tất cả những việc mà giáo hội cần, khi đó chúng ta đã có khả năng rồi. Chính vì vậy chúng tôi phải thao thức là các em ở học viện tâm huyết rất nhiều, tham gia vào ban thì rất nhiều, nhưng mà cơ hội để khẳng định bản thân mình có được bao nhiêu, được cái gì, kỹ thuật được như thế nào. Chúng tôi mới đề nghị ban điều hành hãy ngồi họp lại và phải có một cái cuộc tập huấn để coi lại những người đã từng trải thì coi lại bản thân mình, những người chưa được từng trải thì qua đây thẩm nhuần kỹ thuật cách làm, để làm sao chia sẻ lẫn nhau để có thể đứng vững trên cái bục giảng hoặc đứng vững trên một cái sân chơi dành cho thanh thiếu niên tại các vùng sâu vùng xa. Chính vì lý do đó mà chúng tôi quyết định là cho phép Ban Hoằng Pháp tăng ni sinh viên thiện nguyện tổ chức tập huấn để nâng cao khả năng của quý vị. Hôm nay lại có một cái duyên lành được Thượng Tọa Phó Viện trưởng đến đây chứng minh cho chúng ta, được là Đà Thượng Tọa Thích Thiện Thuần là giảng sư đoàn đến đây hướng dẫn cho chúng ta. Đây là một niềm vinh hạnh rất lớn, cũng là tạo cho một sự trang nghiêm rất to cho cái ban chúng ta ngay trong hội trường này. Với không khí trang nghiêm này, tôi xin trân trọng khai mạc khóa tập huấn 2 ngày thứ bảy và chủ nhật của tuần này
cho ban Hoằng pháp tăng ni sinh viên Thủy Nguyện Học viện Phật giáo Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn quý liệt vị. Chúng con xin trân trọng niệm ơn đại đức trưởng phòng sinh viên vụ. Kính thưa tất cả chư huynh đệ, theo lời của một nhạc sĩ có chia sẻ, đường trần dù trong gai thì ta ra đi vì lý tưởng. Chính vì đó, để chúng ta khẳng định mạnh mẽ hơn nữa lý tưởng sống và cống hiến của mỗi người con Phật chúng ta, thì ở đây xin mời tất cả các anh em huynh đệ sinh viên thiện nguyện cùng nhau khẳng định một cách mạnh mẽ hơn nữa qua nhạc phẩm truyền thống của anh em sinh viên, nhạc của nhạc sĩ Vũ Ngọc Toản, lời đại đức Thích Minh Khương, nhạc phẩm Phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Chúng ta hát chay để cúng dường chư Tôn Tịnh Đức, A Di Đà Phật. Xin mời đại đức Minh Khương. Anh em chúng ta cùng vỗ đôi bàn tay để tạo một điều rìu ràng, mạnh mẽ, khẳng định một cách khí khái hơn nữa vai trò của tất cả anh em chúng ta. Đời tu sĩ như nhàn quá trường không, mỗi khi làm việc đều không lưu ảnh. Chí nguyện đồ xanh luôn đông đầy di thuyết, tuổi trẻ hôm nay nên cất bước lên đường. Dù gian khó dù phong ba vẫn bền lòng, không nhục chí đơn truyền phu. Phục vụ chúng sinh là cúng duyên chư Phật, soi sáng đời mình bằng một lối đi chung. Là công hiến, là lời xanh, là cho đi không hề suy tính. Dẫn thân vào khắp chốn nơi rùng sâu, giúp cho người vượt thoát với niềm đau. Tìm đường cho mình một lối đi tươi sáng, trái tim hiền nguyện luôn vững vàng hành tiến. Không mong cầu, không suy tính câu thiệt hơn, không lo lắn nhục vinh hay thành bại. Gìn giữ tâm mình làm sư giả Như Lai, ngày ngày tu học hán than nhân thân. Ban Hoằng pháp sinh viên anh em ơi, hãy cùng nhau ta vươn bước lên đường. Trái lòng mình thiện nguyện vượt khổ đau, cho anh san bình yên vun mầm sông. Ban Hoằng pháp sinh viên anh em ơi, hãy cùng nhau ta vươn bước lên đường. Trải đồ người vượt khổ đau, cho đất nước mãi mãi tươi đẹp giàu. Trải lòng mình đồ người vượt khổ đau, cho đất nước mãi mãi tươi đẹp giàu. Trên bàn chứng minh, chúng con nhất tâm kiện thỉnh Thượng tọa Thích Đạt Đạo, Phó ban Hoằng pháp Trung ương, Phó viện trưởng Học viện, có đôi lời huấn từ cho anh em tăng ni sinh viên chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng tất cả anh em tăng ni sinh viên trẻ, thì ngày xưa khi Đức Thế Tôn còn tại thế thì Ngài rất là quan tâm đến vấn đề Hoằng pháp, cho nên Ngài đã cử Ngài Phú Lô Na làm trưởng đoàn Hoằng pháp để đi giáo hóa thời bấy giờ. Thì Đức Phật có dạy cho Ngài Phú Lô Na 10 tiêu chuẩn của một vị giảng sư. Thì và đồng thời Đức Phật cũng rất là quan tâm đến cái đội ngũ giảng sư trẻ, mà Đức Phật cũng đề cập đến vấn đề trẻ rất là nhiều. Đức Phật nói đối với cái trẻ, nếu mà định hướng được á, thì nó sẽ giúp ích cho cái sự việc rất nhiều. Nếu mà không định hướng được á, thì nó sẽ tạo ra một cái nguy hiểm cho tương lai. Những cái trẻ mà Đức Phật dạy trong kinh Nikaya á, một là ngọn lửa trẻ, cái ngọn lửa có chút xíu thôi, nhưng mà nếu chúng ta biết sử dụng á, thì nó sẽ giúp cho chúng ta có những thực phẩm, có những cái nguồn năng lượng giúp ích cho tất cả mọi người.
Nhưng mà nếu chúng ta lơ đễnh để cái ngọn lửa đó, nó bốc, nó cháy trong rừng đó, thì cả bao nhiêu cánh rừng cũng cháy hết. Và cái thứ hai đó, là con rắn trẻ, mặc dù nó còn nhỏ đó, nhưng đừng có tưởng rằng nó cắn chúng ta không chết. Nhưng mà nó trẻ như vậy, nhưng mà trong tương lai nó có thể làm con rồng. Và con rồng, hay là cái thứ ba là một vị hoàng tử trẻ còn nhỏ, nếu không được giáo dục, không được nghĩa là tu dưỡng, thì có thể nó tác oai tác quái, nó gây ra tất cả những cái phiền phức chung quanh. Nhưng mà ngày mai trong tương lai nó là một người, một vị vua, một vị gọi là đứng đầu của đất nước. Và nếu mà được định hướng từ nhỏ thì lớn lên thì nó sẽ có thể giúp cho đất nước được nhiều cái điều lợi ích. Và thứ tư là một vị tỳ kheo trẻ, bởi vì còn nhỏ cho nên tâm tính cũng chưa có đầm và cái kinh nghiệm cũng chưa có, mà nếu không chịu tu dưỡng, nếu không chịu học hỏi thì cái vị tỳ kheo trẻ đó sau này rất là nguy hiểm. Đi hoằng pháp, đi giảng dạy cho người ta, chỉ người ta tầm bậy. Như vậy thì cái tinh thần mà để dấn thân á là một cái yêu cầu bức thiết đối với những người trẻ. Mà hôm nay các vị chịu khó đăng ký vào cái đoàn thiện nguyện của sinh viên trẻ này thì thầy rất là khen ngợi. Chẳng những khen ngợi mà các vị còn tổ chức để tập huấn. Bởi vì mình không tập huấn thì mình không có nắm được đường lối, mình hoạt động không có chủ trương, rồi mình không có tổ chức thì cái hoạt động đó nó kết quả không có. Thì hôm nay các vị tham dự cái khóa này để các vị học hỏi cái phương pháp của những người đi trước. Thí dụ như bên đây các vị thấy đại đức Thiện Thuận cũng tốt nghiệp từ cái khóa giảng sư của Ban Hoằng Pháp Trung ương ra. Thì trong những cái lần thuyết pháp thì các vị cũng nghe những cái bài pháp của thầy Thiện Thuận rất là nổi tiếng, được các giới nghe pháp người ta rất hâm mộ. Thì hôm nay các vị trực tiếp đi nghe đại đức Thiện Thuận chỉ truyền một cái số kinh nghiệm nhỏ của mình, chứ còn nói hết thì chắc không hết được, cái đó phải do mình nữa. Cái kinh nghiệm đó thì vừa học hỏi từ người lớn nhưng mà vừa rút ra từ thực tế của mình. Có những người tốt nghiệp cái khóa Hoằng Pháp ra rồi đi giảng người ta không hiểu gì hết á. Hồi đó cái khóa Hoằng Pháp đầu tiên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành lập được tổ chức á, là đầu tiên á là năm 1985. Thì năm 85 Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội với Thành hội Phật giáo mới gọi là đề cử, chứ không phải được ghi danh á. Quận nào cũng đề cử lên 3-4 người, tập trung về được 72 người học ở tại chùa Xá Lợi và 3 tháng đào tạo khóa cấp tốc của đầu tiên của Giáo hội về Văn pháp giảng sư. Thì trong 72 người đó suốt 3 tháng ròng rã học liên tục, ngày nào cũng học ở tại. Thì thầy có tham dự trong cái khóa đó 3 tháng như vậy. Thì kết cuộc trong 72 người còn lại có 5 người thôi. Bây giờ còn 5 người, thầy là 1, Thượng tọa Thiện Bảo là 2, Thượng tọa Thiện Nghĩa Nhà Bè là 3, giờ còn có 3 người à. Sở dĩ tốt nghiệp 5 người mà còn 3 người á là sao? Là khi mà một cuộc mà thi diễn giảng mà để nhiều lần như vậy để mà tuyển ra được 5 người á, là nó có tất cả là 6 vị giám khảo. Mà các vị nghe các vị giám khảo này ngồi là các vị sợ rồi chứ không dám mà giảng nữa. Một á là Hòa Thượng Thiện Hào, 2 á là Hòa Thượng Huệ Hưng, 3 Hòa Thượng Giới Nghiêm, mấy Hòa Thượng lớn không đó, bên Nam Tông á, 4 á là Hòa Thượng Hiển Pháp, 5 á là Hòa Thượng Từ Hạnh. Rồi các vị thấy 6 Hòa Thượng Trí Quảng, 6 ông giám khảo ngồi đó, các vị thấy ông nào cũng kịch cợt không à. Nghĩa là khi mình bước lên cái pháp tòa mình thấy mình đã rung rồi, không nói được nữa. Và lúc đó thì thầy tham gia trong cái khóa đó, rồi cuối cùng kết quả được 5 người mà xếp 3 hạng, thì thầy được xếp hạng xuất sắc. Người thứ được xếp hạng nhất là Thượng tọa Thiện Bảo, người xếp hạng nhì là Đại Đức Thích Tâm Pháp, người xếp được hạng 3 đồng hạng là Thượng tọa Hạnh Huệ và Thượng tọa Thiện Nghĩa ở Nhà Bè. Thì bây giờ còn có 3, tại vì sau khi tốt nghiệp ra đó thì cái phong trào lúc đó báo chí đăng dữ lắm, thành phố về coi 5 người này thuyết pháp,
nổi tiếng lắm. Thì xong cái khóa đó, xong được mấy tháng sau thì cái người đứng hạng nhì xuất sắc là thầy, hạng nhất là thầy Thiện Bảo, hạng nhì là thầy Tâm Pháp. Thì người hạng nhì coi như lặng lẽ ra đi, có một cô Phật tử đến rước lên xe bông, mất liền tức khắc, coi như mất một ông liền sau đó mấy tháng liền, tại vì lên giảng người ta mê quá ta rước mất. Rồi sau một thời gian thực tế đi giảng mấy năm sau thì Thượng Tọa Hạnh Huệ đi xuống dưới Kiên Giang, thì trong khi giảng rồi Thượng Tọa gục ngã trên cái pháp tòa luôn, coi như chết đó luôn, chở xe về đây mà chôn. Vậy còn rốt cuộc còn có 3 người thôi. Thì từ đó đến hôm nay thì có 5 người à, mà đào tạo 5 người mà bữa nay hàng ngàn người như vậy, là các vị biết là nó tiếp tục như vậy. Thì thầy thấy các vị hôm nay á có được cái tinh thần dấn thân để mà phụng sự chánh pháp, đó là một cái điều đáng được khen ngợi. Và các vị phải hiểu, phải định nghĩa, phải xác định cho được cái mục đích, cái lý tưởng của mình dấn thân để làm gì, để cái kết quả, cái sự dấn thân của mình nó được hiệu quả hơn. Thì muốn được hiệu quả như vậy thì phải học hỏi, phải học kinh nghiệm của người đi trước. Thì thầy mong rằng các tăng ni sinh hôm nay của chúng ta đã có cái phát tâm vào cái đội hoằng pháp thiện nguyện của Học viện Phật giáo Việt Nam, thì cố gắng tiếp thu những kinh nghiệm, cố gắng phát huy những cái gì mình biết được, phát huy những cái mình học hỏi được, để cho nó có hiệu quả như là cái tăng ni sinh của khóa 6 vừa qua. Chúc các vị thành công viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành kính niệm ơn những lời chia sẻ chân tình của Thượng Tọa Việt Pháp Học Viện, và chúng con tin chắc chắn rằng mưa pháp sẽ thấm nhuần nơi học địa, muôn vạn loại chúng sinh sẽ đồng khởi khúc hoan ca khi những trái tim thiện nguyện dấn những bước chân ân tình của mình. Và những giây phút vừa qua, thầy và trò đã có những khoảnh khắc chân tình để chia sẻ cũng như nối kết và thực hiện bổn hoài của chư Phật. Chúng con vô cùng hạnh phúc và cầu chúc chư tôn tịnh đức, pháp thể khinh an, Phật sự viên thành. Kính chúc tất cả các anh em chúng ta mỗi ngày một dấn thân thiện nguyện một cách mạnh mẽ hơn nữa. Thành kính cung thỉnh chư tôn đức mời toàn thể chư huynh đệ đồng khởi thân hồi hướng. Vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thế nguyện đoàn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Thành kính cung thỉnh chư tôn đức trong hội đồng điều hành hồi quy về văn phòng. Từ sáng giờ chúng ta đã có duyên được chiêm ngưỡng một nhân vật rất đặc biệt. Và kính thưa huynh đệ, những kỳ tích mà thầy đã làm được cho Phật pháp thì tất cả chúng ta đều vô cùng ngưỡng mộ, cảm kích và gia tâm học hỏi. Kính thưa chư huynh đệ, vào giai đoạn thầy còn là tăng sinh của trường Cao Trung Phật Học Đại Tổng Lâm, tham dự chương trình đào tạo cao đẳng Phật học, thì bản thân thầy đã đảm nhận nhiều vai trò quan trọng trong các công tác Phật sự của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Và đặc biệt
tham gia giảng dạy rất nhiều đạo tràng khác nhau ở các tỉnh miền Tây cũng như miền Đông Nam Bộ. Kính thưa chư huynh đệ, và thời gian gần đây nhất trong các chương trình giảng dạy của thầy đã nổi trội lên một tác phẩm và hiện tại đến giờ phút này vẫn đứng vào hàng top trong các tác phẩm pháp thoại của các pháp hội từ lớn đến nhỏ, từ Nam chí Bắc của Việt Nam chúng ta. Chắc chắn nói đến chư huynh đệ chúng ta cũng biết đó là tác phẩm Bóng Mây do thầy đảm trách tại khóa tu mùa hè dành cho thanh thiếu niên Phật tử trên 4.000 em của chùa Hoàn Pháp vào năm 2007. Và chính vì điều đó sau đó đã tạo nên một hiệu ứng tốt, làm thay đổi một cách tích cực quan điểm sống, nhận thức của các em thanh thiếu niên trẻ tham gia khóa tu mùa hè lúc bấy giờ. Và đặc biệt đến thời điểm này, tác phẩm Bóng Mây của thầy đảm trách đã tạo nên một cái hiệu ứng cũng rất lớn trên cộng đồng thế giới mạng, thế giới Internet. Và hôm nay chúng ta rất là may mắn khi được nhận lời hứa khả của thầy tham gia tập huấn cho các anh em tăng ni sinh viên chúng ta. Mặc dù đảm nhận rất nhiều vai trò khác nhau với công tác giảng dạy tại trường Cao Trung Phật Học cũng như thỉnh giảng ở các trường Phật học khác, đảm nhiệm vai trò dịch thuật ở Trung tâm Nghiên cứu Phật học Hệ Quang và tạo nên một cái môi trường tu tập cực kỳ tốt cho hơn 2.000 hành giả mỗi khóa thuân tu tại Viện Chuyên Tu Làng Vạn Hạnh, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Hiện nay, vai trò chính của thầy đó là giảng sư đoàn Ban Hoằng Pháp Trung ương thuộc đoàn giảng sư Ban Hoằng Pháp tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, trú trì Viện Chuyên Tu Làng Vạn Hạnh, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Xin trân trọng giới thiệu đến toàn thể chư huynh đệ Đại Đức Thích Thiện Thuận. Và chắc chắn sáng hôm nay chúng ta sẽ cảm nhận rất nhiều điều thú vị và bất ngờ qua những gì Đại Đức trao đổi với chúng ta. Xin mời tất cả các anh em chúng ta bắt đầu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời đầu tiên chúng con xin kính đến tất cả chư tôn đức lời cầu chúc an lành trong chánh pháp. Thưa cùng đại chúng, thực ra chúng con cũng không có ghê gớm như là lời của các thầy tán dương nãy giờ. Chúng con cũng từng làm học sinh và từng làm sinh viên như là đại chúng. Nhưng mà khi mà mình vừa học, vừa bắt đầu làm, chúng ta cảm thấy cái thể nguyện của mình có thể chan hòa vào trong từng tâm niệm của chúng sanh. Điều này không phải là cao siêu gì hết, nhưng nó được thể hiện ở sức sống trẻ mà thôi. Thì đại chúng thấy trên tinh thần giáo nghĩa Đại Thừa thì 49 năm bố giáo của Đức Từ Phụ Thích Ca tại lưu vực sông Hằng chỉ có 300 hội. Nhưng mà sự lưu truyền đó nó không có dứt. Đến nay ai cũng có thể biết được Đức Phật. Nhưng cuộc sống của tất cả tăng lữ thời Đức Phật trải qua suốt hơn 2.000 năm định hình trong sự tồn vong của các nền văn hóa trên thế giới, thì đại chúng thấy đa phần đều là chủ trương xuất thế. Nhưng mà trong bối cảnh hiện tại chúng ta hoàn toàn khác với lại các bậc cổ đức mà chúng ta nhập thế. Hình ảnh của tăng lữ đi khắp tất cả các lĩnh vực, từ y tế, văn hóa, chính trị, và đặc biệt nhất đó là ở trong cuộc đời rất ư bình thường, nơi đâu chúng ta cũng có thể bắt gặp được bóng dáng của tăng lữ. Chính vì thế cho nên tất cả các tu sĩ Phật giáo của chúng ta đi vào đời, mà vào đời có thành công được hay không hoàn toàn tùy thuộc vào kỹ năng của mỗi tu sĩ đó. Trong hiện đại bắt buộc chúng ta phải giao tế, chứ chúng ta không thể khép kín được, vì nếu không giao tế chúng ta sẽ không tồn tại
ở cái xu hướng này. Các vị cổ đức thì có năng lực tu tập và có được sự thành tựu. Chúng ta không dám làm bàn tới cảnh giới đó. Bây giờ chúng ta có gì? Giống như lời của đại chúng thường nói, chúng ta chỉ có sức sống trẻ và niềm tin lửa. Thật sự khi nghe mấy thầy nói cái lời này, tự nhiên chúng tôi nghĩ tới các thanh niên xung phong hồi xưa, giác ba lô vượt Trường Sơn, chẳng sợ mũi rừng. Đúng như thế đó. Chúng ta phải có niềm tin lửa và sức sống trẻ để đi vào đời. Nhưng mà có thành công hay không hoàn toàn tùy thuộc vào khả năng giao tế của mỗi con người. Và điều này chính là nỗi trăn trở của tất cả đại chúng ở trong khóa tập huấn của sinh viên thiện nguyện tại Học viện Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, chúng tôi rất là cảm thông và nói là rất đồng cảm với tất cả đại chúng, và xin phép được chia sẻ với đại chúng hôm nay qua chủ đề nghệ thuật nói chuyện trước công chúng của tu sĩ Phật giáo. Vì nếu như chúng ta không có nghệ thuật, chúng ta sẽ không có thành công. Nói chuyện thì ai cũng nói được, nhưng mà nói để cho người khác nghe, để cho người khác hiểu và để cho người khác cảm thấy được giá trị của lời nói mình thì điều đó không phải ai cũng có thể làm được. Vì mình tập nói từ lúc bập bẹ mà, phải không? Nhưng mà có nhiều khi đến nhắm mắt xuôi tai, chúng ta chẳng để lại được một câu nói nào cho người ta phải nhớ. Cho nên nói nó lại là một nghệ thuật chứ không phải là chuyện đơn giản. Và tu sĩ của chúng ta khi mà tiếp xúc với lại cộng đồng qua các lĩnh vực thì cái ngôn ngữ lại là nhịp cầu giao tiếp, nó truyền tải tất cả các ý tưởng đến với lại cộng đồng nhanh nhất và hữu hiệu nhất. Thì đại chúng đã được tất cả các thầy có kinh nghiệm trên bục giảng, hoặc giả là có một kiến thức uyên bác khi hòa nhập vào xã hội, trình bày nhiều cái nguyên tắc để chúng ta có một khái niệm khi mình tiếp xúc với lại cộng đồng. Ở đây chúng con xin phép được dùng chữ tu sĩ Phật giáo, tức là chúng ta phải hạn chế hoàn toàn ở cái chữ tu sĩ. Có làm gì đi chăng nữa chúng ta cũng không rời được hai chữ tu sĩ. Để chúng ta thấy được cái thệ nguyện của mình phải hòa vào trong tâm niệm của chúng sanh, để cho chúng ta thấy được ý tưởng của mình hòa ở trong cái vọng ý của tất cả chúng sanh, để cả hai không còn biệt lập mà quy về một mối. Đó là sự an lạc giải thoát đích thực của cuộc đời mình. Đó là tiếng vọng từ ngàn xưa phía lưu vực sông Hằng còn vang đến bây giờ. Thưa cùng tất cả đại chúng, thì chúng con chỉ soạn sơ vài ý niệm theo quan điểm cá nhân, mà trong suốt thời gian qua chúng con có dịp đi làm công tác Phật sự, nhất là về ngành Hoằng pháp và dẫn chương trình, thì xin gợi về bốn ý tưởng mà trên cái tờ các thầy các cô đang cầm. Thứ nhất, phải nói đầu tiên nhất, chúng ta muốn đứng vững ở trước mặt cộng đồng hay là mọi người, bắt buộc chúng ta phải có một bản lĩnh. Bản lĩnh đây không phải là lì. Quý cô thì hiểu liền, nhưng mà nhiều khi mấy thầy thì hiểu là liều. Tức là trâu đạp cũng chết, chó đạp cũng chết. Thế là chúng ta cứ liều, một liều, hai liều, ba liều, cỡ nào cũng chết hết, thôi bước một bước cho nó tới. Ở đây hoàn toàn không có phải. Bản lĩnh là tự khẳng định vị trí của mình. Mà khẳng định vị trí của mình ở đây, trước hết chúng ta phải có sự tự tin. Thưa với lại đại chúng, những năm tháng đầu tiên mà chúng con tập giảng đó, phải nói rất là vui. Thì ở Đại Tùng Lâm, lúc đó nó có phong trào khoảng năm 90-91, thì tập, nhưng mà thật sự là học bài rất là thuộc, soạn bài rất là hay, lên giảng bể cho một đống dĩa. Nó không được. Vì sao? Vì mình cứ nghĩ là mình nói với lại Phật tử, nhưng mà lên đó toàn là thấy dừa khô không. Tức là các thầy các cô nó đầy hết, mà lúc đó trường Phật học Đại Tùng trường Phật học Đại Tùng Lâm nó đông lắm, chỉ sao Thành phố Hồ Chí Minh những năm đó nó tới khoảng 300 tăng ni sinh, mà hồi xưa là học riêng, với lại khó lắm, tăng đi là không có ít, có khi nào học chung lắm. Cho nên
lên trên giảng đường gặp mấy cô mắc cười quá, tại vì cái đầu của mấy cô sao nó nhỏ quá. Xin lỗi. Thấy cái đầu của, tại vì trong chúng tăng thì đã nhìn thấy đầu của các thầy nó quen, thậm chí mình gõ đầu nữa. Tuy nhiên giờ nhìn thấy cái đầu của mấy cô nó nhỏ 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 mà nó đều với nhau, nhìn nó mắc cười quá đi. Mà không có dám cười. Cái thứ hai nữa là tất cả các thầy trong ban giảng huấn cũng đều ngồi đó. Đó là cái điều mà làm cho mình khó chịu nhất, thà là mấy ổng quất mặt quất mãi đâu đi, đây mình tha hồ tung hoành. Đằng này tự nhiên ngồi trình ình một đống đó, là đây mình nói cái kiểu gì, vì mình sợ mình nói sai, phải không? Mình rất là sợ người khác bắt dò mình, và chính cái yếu tố này làm cho chúng ta mất đi sự tự tin. Cho nên cái tự tin là cái điều mà khẳng định cho bản lĩnh của mình mạnh mẽ nhất, để dẫn tới thành công khi chúng ta nói chuyện với công chúng. Nhưng hoàn toàn ở đây không phải là thể hiện mình qua kiến thức hay là qua kỹ năng, vì nếu như chúng ta quá đà thì chúng ta sẽ trở thành cái người tự mãn. Mà tự mãn là tự giết chết mình trước khi truyền tải thông tin đến đại chúng. Khi chúng ta muốn nói cái gì đến người khác mà chúng ta chưa có truyền bằng cái tâm của mình, mà chúng ta dùng hoàn toàn bằng kiến thức với lại cái khả năng này, thì coi chừng nó bị phản cảm. Người ta chỉ nói một câu, nhìn ổng rồi, lanh thế ớn là thua rồi, phải không? Thua rồi. Cho nên ngoài cái tự tin ra, chúng ta không thể bỏ qua sự chân tình. Bao giờ cũng vậy hết trơn á. Cái chân tình này nó là một cái điều chúng ta không có thể suy nghĩ được nó, nhưng nó có một cái sức mạnh rất là quan trọng để mình với người đối diện có một sự kết nối. Khi họ đã thương mình, họ đã mến mình, đã thông cảm với mình rồi, thì xin thưa với là đại chúng, mình nói như thế nào họ cũng có thể thông cảm được với mình được hết. Còn mình mà dùng nhiều cái kỹ năng quá thì chúng ta chỉ cần nói lấp một chữ thôi, chỉ cần nói lấp một chữ thôi, họ cũng lấy cái đó làm cái điểm yếu rồi họ gièm pha mình. Khi mà chúng ta đã chiếm được cái cảm tình của người đối diện rồi thì lúc đó chúng ta sẽ thuyết phục họ rất là dễ dàng. Và khi chúng ta trình bày, chúng ta không có cần phải tranh cãi. Đây là một cái sự mà sai lầm của những người làm cái công tác diễn giảng, hay tranh cãi với thính chúng. Mà cái tranh cãi này nó sẽ không đưa tới kết quả tốt và không để lại một ấn tượng đẹp ở trong lòng của người nghe. Mà cái tự tin là cái dẫn tới sự tranh cãi. Mình nói cho người ta nghe rất là dễ, nhưng mà nói cho người ta phục điều đó phải cần tới sự chân tình. Chứ còn kiến thức chưa chắc mình giỏi hơn người nghe đâu. Tại vì sao? Vì họ đến, họ nghe, cho nên họ ngồi ở cái ghế đó, chứ hoàn toàn tri thức của họ không có kém hơn mình. Và mình đứng làm cái nhiệm vụ nói cho họ nghe, điều đó không thể phải khẳng định rằng mình hơn họ một cái đầu. Điều này không có. Tam nhân đồng hành tắc hữu ngã sư, lời của Khổng Tử nói, ba người cùng đi đó, trong đó có một người chắc chắn sẽ làm thầy mình. Ở đây hoàn toàn nói về tri thức và tư cách, chứ không có nói về tuổi tác. Mà các thầy nhiều khi mình tự tin là tự tin hơi quá đó, thì mình đánh mất đi cái tình cảm của người đối diện. Một cái buổi diễn thuyết trở thành một cái buổi đàm phán, nó căng thẳng như vậy, là thậm chí thầy trò ghiềm với nhau, canh với nhau, me từng chữ từng lời vậy, rồi chất vấn trở lại. Có một lần, năm đó là năm 1993, khi đó thì phong trào diễn giảng của trường phòng Đại Tùng Lâm nó lên cao sau Đại Giới Đàn Thiện Hòa I. Thì các huyện ở trong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nó có lúc đó có tới 36 đạo tràng mời giảng sư giảng ở cái lễ Phật đản. Thì các thầy lớn đi giảng chỉ có một số lễ đài chính của các huyện thị và thành phố trong tỉnh thôi, còn các đạo tràng lại ở vùng sâu vùng xa thì phải bổ sung đội giảng sư nghiệp dư, tức là trái chiến đầu mùa bắt tăng sinh ra đi giảng. Mà quý huynh đệ biết đó, khi mình tập giảng ở trong trường đó, nhiều khi mình quen cái mình nói được, ra ngoài góc hè đó, ra ngoài bụi chuối, chúng tôi còn nhớ là ra ngoài bụi chuối cái rồi mời mấy huynh đệ ngồi nghe tôi nói, bắt đầu đứng nó làm giảng sư là bộ đi tới đi lui giống một khùng vậy.
nói, nhưng mà riết rồi nó quen, tại vì đó là hòa thượng giác hạnh chỉ. Nhưng mà thiệt, riết cái tự nhiên nó quen à. Nhưng mà khi tiếp xúc với Phật tử nó ngạc nhiên, xin lỗi, nó bỡ ngỡ lắm. Tại vì các Phật tử ở các cái chùa khuôn chùa hội đó đa phần là ở miền Trung, di cư vào lập nghiệp, cho nên người ta đã tiếp xúc với lại nền văn hóa Phật giáo từ nhỏ rồi, kiến thức họ rất là uyên bác. Thấy bất ngờ thì năm đó thì chúng con được phân bố giảng ở một cái chùa, phải nói là cái chùa rất tội nghiệp, nó nghèo sơ nghèo xác không có gì, nhưng mà Phật tử đông vô cùng, chắc đồng thêm biết, ở dưới Xuân Mộc. Bên cạnh cái chùa đó đất rộng vô cùng, nhưng mà lại là một cái nhà thờ lớn khủng khiếp. Thì một cái buổi tối đó giảng đông, rất là đông, đông Phật tử lắm, tới khoảng 4-5 ngàn Phật tử. Tại vì lâu lắm rồi cái chùa đó mới có một thầy về giảng, các xã xung quanh chạy về đó nghe nữa. Thì sau khi giảng xong thì cũng giống như mấy huynh đệ thôi, mới ra lò mà, cho nên soạn bài và học thuộc bài rồi trả bài, phải không? Nhưng mà bước đầu là bắt buộc phải như thế đó, phải soạn bài, học bài rồi trả bài. Dần dần chúng ta tập, chúng ta có cái kỹ năng là không trả bài nữa mà là trình bày. Thì cũng học, cũng soạn thôi, nhưng mà trình bày thì nó khác với là trả bài, thì lúc đó mình mới làm thầy giáo được. Còn trả bài thì mình phải là học trò thôi. Thì đại chúng biết có một cái anh đó, anh lên anh nói: dạ thưa thầy, con có một câu hỏi mà nói chuyện giọng dạ. Con thấy ở trong chùa là thờ Phật theo kiểu tứ trụ, phải không thầy? Thì chúng con mới nói dạ phải. Tại vì đa phần là thờ theo kiểu tứ trụ, tức là bốn góc xung quanh. Đó là theo kiểu thờ đặc trưng của Phật giáo từ miền Bắc cho tới miền Nam cũng như thế. Và đặc biệt là hệ phái khất sĩ là thờ Phật theo kiểu đó. Thì anh đó mới nói: con thấy cái cầu tiêu á, ở miền Tây nó cũng làm theo kiểu tứ trụ như vậy, cái chùa với cầu tiêu nó giống nhau chỗ nào, nó khác nhau chỗ nào? Nó hỏi kiểu đó đó. Mời cô trả lời dùm. Cho thêm cái mic. Mời cô trả lời dùm. Dạ mời cô mang mắt kiến đó. Bây giờ cô tưởng tượng cô đặt mình vào trong cái pháp hội đó, có một người hỏi như thế, cô trả lời làm sao? Xin lỗi, vì cái buổi nói chuyện này được bao nhiêu phút à? Tiếng rưỡi hả? Có ít quá không vậy? Chúng tôi hơi bà tám đó nha. Dạ, cô xử lý tình huống đó, trả lời như thế nào? Dạ, mô Phật bạch thầy. Con thì con chưa biết cái hình dáng của nó như thế nào, tứ trụ đó là như thế nào nữa. Nhưng mà nếu mà như con khi mà bất gặp một cái câu hỏi bất ngờ quá như vậy á, thì theo như con á, thì con sẽ hỏi lại cái vị đó một câu. Con hỏi rằng vậy theo như chú nghĩ thì cái cách so sánh giữa cầu tiêu và thứ trụ ở trong chùa là như vậy, nó có sự so sánh khác biệt gì nhất? Thì khi nào nói được sự khác biệt đó thì tôi sẽ giải thích thêm. Trời quên. Người ta hỏi mình tự nhiên đi hỏi ngược lại người ta. Thật ra nếu như đại chúng mà bị một người nào đó hỏi câu đó, cảm thấy bức xúc không? Mình trở thành sát thủ lập tức. Đụng tới ai chứ đụng tới Đức Phật mình thì mày tới số mày rồi, phải không? Chửi cha mắng mẹ mình được, nhưng không có đụng tới Đức Phật của mình. Thì lúc đó chúng con phải nói là rất là sân si. Nhưng mà hãy đợi đấy. Tao không có bóp cổ mày liền đâu. Tao lấy dây thun tao bắn từng cọng, có mày chết không? Chết trong đau đớn mới ghê chứ. Đại chúng biết không, chúng con cũng rất là bình tĩnh. Chúng con nói nó khác. Cái chùa với cái cầu tiêu nó khác nhau hoàn toàn. Nhưng mà anh không có thấy được cái khác của nó. Anh mới hỏi tại sao. Tại sao là khác?
Tại vì cái cầu tiêu ở miền Tây á, là người ta làm cái cầu cá đó, là nó bằng 4 cây cột á, 4 gốc rồi nó che chắn xung quanh là mình vô đó. Thì ảnh diễn tả cái kiểu như vậy đó, thử tưởng tượng đi cái chỗ thờ Phật của mình mà so sánh với cái cầu tiêu coi. Không lẽ mà mình đi niệm thần chú giảng sanh cho nó cho nó biến khỏi cuộc đời. Tự nhiên ở trong lòng chúng con nghĩ khứa này không phải đạo Phật, nó muốn kiếm chuyện. Thì con mới nói là nó khác nhau, nhưng mà tại anh không thấy. Anh mới hỏi khác chỗ nào, chúng con mới nói khác ở chỗ cái cầu tiêu không có đốt nhang. Tại vì lúc đó đạo của ảnh là cấm đốt nhang, không có vỗ tay. Chiến tranh sắp xảy ra mà vỗ tay cái gì. Thì mình không cần lý luận nhiều, không cần nói gì nhiều hết. Nó chỉ khác một chỗ là cầu tiêu không có đốt nhang. Thì phải nói là cả một cái vùng trời đó nó rần lên tiếng hô, tiếng hò, tiếng la, tiếng vỗ tay của Phật tử hoan nghênh câu trả lời quá sắc bén. Xong rồi về bị dũa te tua. Chúng còn nhớ hồi xưa đó là mấy thầy ở trường Phật học Đại Tùng Lâm rất là la. Vì mấy thầy nói, Thiện Thuận nói hay lắm, trả lời rất là hay, nức lòng Phật tử, nhưng mà hiềm khích sẽ tăng lên. Vì sao? Vì họ thua thì họ sẽ tìm cách họ phục thù. Cho nên đó không phải là giải pháp hay của một giảng sư trước công chúng. Mình nói để người ta nghe nó dễ vô cùng, mình có thể bóp cái mỏ nó lại, có thể túm cái miệng nó lại, nhưng mà nói để cho nó cúi đầu tâm phục khẩu phục thì điều đó không phải ai cũng làm được, và giảng sư cần phải có điều này. Cho nên bên cạnh sự tự tin không thể thiếu được yếu tố chân tình để mình có thể nhiếp phục được tất cả mọi người. Và điều này mấy anh em lật ra ở Kinh Pháp Cú Thí Dụ, chúng ta sẽ thấy được cái yếu tố này ở Đức Phật khi giáo hóa. Cho nên bản lĩnh rất là quan trọng để quyết định được mình khi bước lên bục giảng hay bước lên pháp tòa, hoặc là bước vào một cái chỗ nào đó mà 1000 con mắt, nhiều con mắt hướng về mình, tức là mình là mục tiêu để cho mọi người nhìn vào. Cái bản lĩnh rất là quan trọng, nhưng mà hoàn toàn không phải chúng ta để biểu diễn kỹ năng hay là thể hiện cá tính, hay là chúng ta khoe khoang kiến thức của mình, hoàn toàn không phải như thế. Cho nên để cho chúng ta có thể thành công được ở cái chỗ bản lĩnh này, phải chân tình, nó rất là quan trọng. Cái chân tình giúp cho chúng ta gần với người đối diện, và khi chúng ta gần với họ thì họ sẽ thông cảm rất là nhanh chóng. Xin thưa với lại tất cả đại chúng, khi chúng ta đã có bản lĩnh rồi, chúng ta cũng không thể nào thành công được khi nói chuyện trước cộng đồng, mà bắt buộc chúng ta phải có kiến thức. Thì ở đây chúng ta là tu sĩ Phật giáo, cái điều mà chúng ta không có bàn cãi gì hết đó là kiến thức về nội điển. Phật giáo chúng ta nó quá nhiều, nó mênh mông. Bây giờ nói kiến thức nội điển, chúng ta học biết chừng nào cho nó đủ, cho nó hết, để chúng ta trang bị khi bước ra thuyết giảng. Ở đây thì chúng con chỉ gợi ý với lại chư huynh đệ ở 3 vấn đề về nội điển. Thứ nhất là chúng ta phải nắm cho vững được giáo lý căn bản của các tông phái Phật giáo. Vì mình đâu có biết được đối tượng của mình tiếp xúc là ai, phải không? Và mình cũng không biết được cái pháp môn hành trì của họ là gì. Có một lần chúng con bị bí, tức là có lần đó đi giảng ở tại Sacramento, tức là thủ phủ của tiểu bang California đó. Cái buổi đó hoàn toàn là người Mỹ chiếm 90%. Sau cái buổi giảng, bữa đó giảng chủ đề là xoa dịu cơn giận, nói lại tình thương. Thì có một cái bà đó, hình như bà làm thị trưởng của thành phố đó hay là làm gì, nói chung bà là một chính khách.
Bà mới nói đó, nãy giờ ông nói đó, xoa dịu cơn giận nó là tình thương, thì khi chúng ta bớt giận thì chúng ta sẽ hạnh phúc. Nhưng mà bây giờ đó là đất nước Mỹ nó chuẩn bị bầu cử nè, ông có biết không? Thì chúng con nó biết. Bà nói đó, thì tôi không có muốn cái ông đó sẽ đắc cử. Nhưng mà bây giờ nhiều người ủng hộ ổng, thì tôi phải làm sao? Trong lòng tôi tức dữ lắm. Mà là tôi tu thiền, tu thiền theo thiền sư Thích Nhất Hạnh. Bà nói rõ ràng vậy. Bà nói bây giờ ông dạy, ông chỉ cho tôi cách nào để cho tôi không có tức tối khi mà cái cuộc bầu cử này nó không diễn ra theo ý tôi. Bà nói một câu hỏi rất là khó chịu. Thì chúng con chỉ hỏi lại một câu, bà là gì của đất nước Mỹ? Và đất nước Mỹ có bao nhiêu dân? Bà nói tôi là một công dân của nước Mỹ. Nước Mỹ nó có khoảng 200 triệu dân, phải không? 200-300 triệu dân vậy đó, bà nói quên rồi. Bà trả lời rất là chân thật. Thì chúng con mới nói, như vậy bà muốn mấy trăm triệu người kia phải theo ý bà, có hợp lý không? Lúc đó bà mới ồ lên một tiếng. Thật tình mà nói câu hỏi đó cũng bí, không trả lời được. Tại vì mỗi người là một thế giới mà, và họ có cái quyền, nhất là những chính khách. Họ nghĩ tới cái vận mệnh của đất nước đó, họ nghĩ tới một cái chiến lược lớn toàn cầu. Tại vì đất nước đó nó luôn khẳng định nó là một đàn anh, nó là một anh cả. Cho nên cái suy nghĩ của họ nó khác với lại suy nghĩ của mình là một tu sĩ trong chùa. Chúng ta chỉ biết chuông mỏ rồi ra gặp bà Tư, vô gặp ông Tám vậy thôi, phải không? Là bữa nay người ta xách trái bầu, ngày mai người ta xách trái bí tới cho chùa mình ăn, rồi lên tụng kinh rồi niệm Nam Mô Di Đà Phật chấm hết. Nhưng mà tự nhiên gặp bà Mỹ Đen, rồi bà bự, bà nói chuyện ghê gớm lắm. Tại vì bà là một chính khách cho nên bà có bản lĩnh nói chuyện với công chúng lắm, vì họ được đào tạo trường lớp mà. Thật sự bí, không trả lời được. Vì mình đâu có biết được cái chuyện đó như thế nào, và nó ảnh hưởng tới chính trị. Nếu mà mình không khéo đó thì coi chừng không về Việt Nam được, mãi mãi làm đứa con bị từ chối. Cho nên chỉ có đặt lại một câu hỏi thôi, là bả là cái gì và đất nước đó có bao nhiêu người, thì bả sẽ hiểu ra bả không thể chi phối được đất nước đó, chỉ một mình bả. Mà bả xưng là bả tu thiền, xong rồi bả lại hỏi tiếp một câu, như vậy cái mà không sân hận nó là tình thương, cái đó có phải là thiền không? Tự nhiên bà hỏi lại một câu như vậy. Nếu như chúng ta không có tìm hiểu về thiền học thì chắc chắn chúng ta sẽ không giải đáp được. Và thiền giả bây giờ không phải là một người ngồi trên bồ đoàn kiết già, mà là một cái bà chính khách. Thì huynh đệ nghĩ có phải là chúng ta đang đối diện với rất nhiều khó khăn, vì mình không thể lường được thính chúng là người như thế nào, và kiến thức của họ nó sâu rộng bao nhiêu, hoàn toàn chúng ta không hề biết được. Bà lý luận như thế này, thiền là đem tới trạng thái an lạc cho cuộc sống hiện tại và nhân rộng cái đó cho đến mọi người. Đương nhiên tôi có cái sự bức xúc của tôi trong những khó khăn, nhưng mà cái bức xúc của tôi có thể đem tới sự bình an cho toàn cầu. Thì như vậy cái bức xúc của tôi là thiền. Khi tôi chan hòa cái ý niệm của tôi với tất cả mọi người, không phân biệt có tôi, có mọi người, thì như vậy có phải là thiền hay không? Bà lý luận một cách đơn giản như vậy. Và cái thiền của bà là chúng ta thấy là nó không hợp với cái thiền của mình rồi, phải không? Hoàn toàn không hợp. Cái thiền của bà là cái thiền cái kiểu mà bà xông xáo ngoài đời, còn cái thiền của mình là phải trụ và phải tĩnh. Tức là chúng ta phải ở yên và chúng ta không dao động theo quan điểm của mình. Chuyện tu tập chưa chắc về mình hơn bà, nhưng mà rõ ràng bà nói có nghĩa là bà đã từng tìm hiểu về thiền rất là nhiều. Và bà chỉ nói một câu luôn, tôi nghĩ rằng thiền sẽ là giải pháp hay nhất cho tất cả những cuộc đối đầu. Thì rất là may bà nói cái câu đó, là chúng con mới nắm được cái cơ hội. Chúng ta nói
bà đã hiểu được thiền là giải pháp giải quyết tất cả những đối đầu, thì tốt nhất bà nên hành thiền cho nhiều hơn nữa, vì tôi thấy bà đang đối đầu. Thì bà mới mắc cười quá, bà cười luôn miệng bà nói thiền, nhưng rõ ràng không biết bà thiền kiểu gì, thiền theo cái đạo gì, chứ đạo Phật là không có rồi. Thì bà nói hớ một câu thì mình chen vào đó mình bắt dò bà thôi, chứ cãi thì coi chừng mình cãi sẽ không lại, và kiến thức của mình cũng chưa chắc gì nhiều hơn bà. Tại vì người nước ngoài họ học kỹ lắm họ mới nói, còn mình là học lùi cũng nói, phải không? Phải, mình học lùi mình cũng nói không? Chính xác. Vì sao? Vì hồi đó chúng con cũng học lùi, tức là có nhiều cái mình không biết mình cũng bà đặt nói làm phách gì đó, tức là mình biết không rành mình cũng nói, mà nói tào lao vậy đó, tức là đại khái là mình nói theo kiểu chữa cháy, ai nghe không nghe thôi, rồi hết giờ rồi thôi, không có được. Cho nên là phải biết chắc, do đó kiến thức của chúng ta phải được củng cố. Các thầy các cô đã học nhiều rồi, bây giờ chỉ củng cố lại giáo lý căn bản của các tông phái, chúng ta phải tìm hiểu cho kỹ từng tông phái một và nó chia phái vào trong bối cảnh nào. Tại vì có nhiều người hỏi đó, chúng ta trả lời theo bối cảnh hiện tại, chứ chúng ta không trả lời theo bối cảnh của quá khứ. Cho nên sự phân chia bộ phái và tông chỉ của các phái đó chúng ta bị hiểu một cách lệch đi, không được. Do đó chúng ta phải tìm hiểu giáo lý căn bản của các tông phái. Và cái sự biểu hiện về giáo lý của đạo Phật đối với các học giả thì chúng ta phải có thư viện và phải có sách vở. Do đó bắt buộc quý huynh đệ chúng ta phải nắm được Đại Tạng Kinh Việt Nam hay là Đại Tạng Kinh của các quốc gia trên thế giới. Ít nhất chúng ta là tu sĩ Phật giáo Việt Nam, phải không? Mà phải biết Đại Tạng Kinh nó có mấy quyển. Nhớ không? Sư cô, mời sư cô mặc áo vàng đây. Sư cô có học Hán Tạng không? Có học chữ Hán không? Sư cô mời sư cô đứng lên. Sư cô có học chữ Hán không? Có hả? Như vậy cô có tiếp xúc với lại Đại Tạng Kinh chữ Hán lần nào chưa? Chưa, chỉ thấy thôi, chứ chưa có đụng tới cuốn nào hết hả? Hình như 90% tu sĩ Phật giáo Việt Nam đều giống sư cô hết. Xin lỗi, đây là một cái điều nó bị hỏng đi, tức là nó lệch. Chúng ta không cần phải lật ra, chúng ta đọc hết. Vì thực ra mình cũng không có trình độ, mình không có đủ trình độ để đọc hết tất cả Đại Tạng đó. Nhưng ít nhất mình cũng biết về khái quát về Đại Tạng Kinh. Ở Việt Nam nó được lưu hành những bộ Đại Tạng Kinh như sau. Thứ nhất là bộ Đại Chánh Tân Tu, hay còn là Đại Chánh Tạng. Thì mình phải biết bộ Đại Chánh Tân Tu này được ra đời vào trong bối cảnh nào, do những người nào biên tập, và nó có bao nhiêu quyển. Cái đó là cái căn bản chúng ta cần phải biết. Vì sao? Vì có một lần chúng con đi qua Âu Châu, thì trong một cái buổi giao lưu với Phật tử có nhiều thầy cũng là tầm cỡ lắm đó, nơi hội tụ mà sự hiện diện của 18 quốc gia, tăng ni và Phật tử 1.000 người, thì đã tổ chức tại Padova, thành phố Padova của Italy. Thì có một người hỏi một vị giảng sư đó là Đại Tạng Kinh là có bao nhiêu quyển, không trả lời được. Mình đất nước Việt Nam là ảnh hưởng Bắc truyền, cho nên chúng ta cần phải nắm rõ, ít nhất mình phải biết được Đại Tạng Kinh Càn Long, Đại Tạng Kinh mà được nhiều người tin tưởng nhất là Đại Chánh Tân Tu. Vậy tại vì Đại Tạng nó chia ra từng thời của nhà Minh, nhà Tống, nhà Nguyên đều có hết, nhưng mà tất cả những bộ Đại Tạng Kinh nó không có tin tưởng được, tại vì nó bị chính trị chi phối. Trong đó có những tác phẩm hoàn toàn của người Việt Nam, nhưng mà được ghi vào đó đổi tên và cố tình sửa đổi lại bởi những vị thiền sư hay là những vị quốc sư do triều đình lập lên, và bắt buộc các vị đã phải viết theo ý kiến chỉ đạo của vua. Không viết theo đó là sẽ bị lãnh tai họa rất là lớn. Cho nên những bộ Đại Tạng Kinh đó không có đáng tin tưởng. Và Đại Chánh Tân Tu tức là của Nhật Bản, 30 vị học giả, chính thức là 30 vị, chứ thực ra nó nhiều hơn, và làm việc ròng rã suốt 30 năm mới ra được bộ Đại Tạng Kinh. Đó gọi là Đại Chánh Tạng, có 100 quyển.
Thì chúng ta phải biết 100 quyển nó chia ra những bộ loại như thế nào. Chúng ta phải nắm điều này, mấy huynh đệ phải tìm hiểu thêm đó. Rồi bộ Càn Long thì nó có bao nhiêu quyển, được ai chủ trì và làm trong những giai đoạn nào cho tới giai đoạn nào. Rồi Phật Quang Tạng, đây là một cái bộ đại tạng kinh có thể nói bây giờ rất là có uy tín, do Ngài Tinh Vân chủ trì, Ngài làm chủ biên, và dưới tay Ngài đó là có 20 tiến sĩ. 20 tiến sĩ đó là 20 ni sư. Thành quả cao nhất đó là bộ Phật Quang Đại Từ Điển. 20 sư cô mà làm soạn ra bộ Phật Quang Đại Từ Điển. Có thể nói đó là một bộ từ điển Phật học tương đối hoàn hảo nhất trong bối cảnh hiện tại, và viện nghiên cứu chọn để dịch ra và bổ sung thêm một số của Việt Nam, được làm suốt 15 năm tại tu viện Huệ Quang. Đó là bộ Huệ Quang từ điển Phật học của chúng ta đó. Thì cái bộ mà Phật Quang Tạng này là cái bộ có giá trị rất là cao trong hiện tại, vì có những bản kinh mà ở trong viện nghiên cứu trung tâm dịch thuật phải căn cứ vào đây mới có thể hiểu được những cái bản cổ văn. Tại vì mình không có khả năng để đọc được cái bản chữ Tây Tạng và bản chữ Phạn, chữ Sanskrit, không đọc được, đọc không hiểu hết. Vì cái người mà đọc được thì không có bao nhiêu, lại công việc nhiều, cho nên giảo chính rất là khó. Do đó phải căn cứ vào cái bộ Phật Quang Tạng này, mà Phật Đại Tạng, Đại Tạng Kinh Phật Quang rất là hay. Và Việt Nam thì hiện tại có cái bộ Linh Sơn Tạng, tức là Đại Tạng Kinh Việt Nam, do Hòa Thượng Thích Tịnh Hạnh chủ trì, biên dịch, làm việc cũng suốt 20 năm qua. Bây giờ đã in được mấy chục tập. Nhưng mà cái đó chỉ thực ra chỉ mới có được 1/3 của Đại Chánh Tân Tu thôi. Và cái công việc tiếp theo đó là chúng tôi đang làm. Thì cái nội điển chúng ta chỉ cần nắm vững những điều này. Nhưng mà quý huynh đệ phải biết đó, khi mà mình tiếp xúc với lại quần chúng, mình nói chuyện, mình trình bày ở lĩnh vực nào, người ta cũng thích nghe điển xưa tích cũ. Ai cũng thích nghe hết trơn. Bây giờ mà kể chuyện đời xưa đi, đảm bảo mọi người trố mắt lên mà nghe. Đây là một cái giải pháp mà để cho chúng ta dung hòa lại, quân bình lại cái hội trường, cái thính chúng. Cho nên chúng ta phải đọc nhiều điển tích của Phật giáo. Thì chỉ cần mấy huynh đệ đọc truyện cổ Phật giáo và đọc trong bộ Thiền Sử thì nó có nhiều giai thoại rất là hay. Đó là một cái kho tàng kiến thức rất là quý báu cho cái người tu sĩ Phật giáo khi trình bày với lại mọi người. Lúc mà người ta nhao nhao chỉ cần mấy huynh đệ kể một câu chuyện về Phật giáo ngày xưa là tất cả đều im. Tại vì điều đó điều họ muốn biết. Giống như mình vậy đó, lúc nào mình cũng muốn lắng nghe ba mẹ mình tâm sự kể lại chuyện của ông bà thời xuân xanh, phải không? Lúc nào mình cũng muốn nghe những cái chuyện mà mình không có được nghe. Mình muốn biết những chuyện mình chưa được biết, vì nó đã chìm vào trong lãng quên rồi. Cho nên khi mình nói đó, người ta lại có một cái tâm nguyện là họ muốn lưu trữ và muốn giữ gìn. Vì đó là một cái tính nhân bản rất là hay, mà các nước Á Đông đều ảnh hưởng rất là mạnh. Đó là cái văn truyền khẩu. Phật giáo là đặc biệt là về cái vấn đề truyền khẩu này, nó được kéo dài suốt cả mấy trăm năm, sau đó mới được hình thành bằng văn bản. Tới cái kỳ kiết tập kinh điển lần thứ tư mới có thể viết bằng văn bản. Thì đó cũng chẳng qua chỉ là khảo cứu mà thôi, chứ cũng chưa có chắc chắn, chưa khẳng định được là thời đó đã có kinh bằng văn bản, chỉ có truyền khẩu mà thôi. Cho nên á, cái kiến thức nội điển để chúng ta vững chắc nói chuyện với mọi người, có đủ lập luận, có đủ chứng cứ, thì chúng ta phải am tường về các tông phái Phật giáo và giáo lý căn bản của từng tông phái một chúng ta phải nắm. Với lại chúng ta phải biết được sách vở điển tịch của Phật giáo. Và cách mà để chúng ta đi vào lòng người hay nhất đó là qua những câu chuyện của Phật giáo, chuyện xưa nhưng mà áp dụng được cho người đời nay. Đó là cái tài khéo léo của người trình bày. Nhiều khi chúng ta kể một câu chuyện xưa nó hay nhưng mà nó không dính gì với hiện tại hết, tự nhiên mình thấy nó nhạt nhẽo lắm, phải không? Nhiều người kể câu chuyện gì đâu mà mình nghe mình thấy nó kỳ cục gì đâu. Tức là họ không có khéo léo để chọn lọc. Và cái điều này đó, để cho chúng ta có được cái kiến thức thì bắt buộc mấy anh em phải có cuốn sổ tay. Mấy quỳnh này phải có một cuốn sổ tay, đọc cái gì hay chúng ta phải ghi vô liền. Ghi vô rồi học nha. Tức là cuốn sổ tay đó chúng ta sẽ chia ra từng mục. Giả sử như bây giờ đó, trong cuốn sổ mình ghi về cái vấn đề cái mảng thi ca đi,
thì chúng ta sẽ ghi về thi ca, mà thi ca cũng chia riêng, đó là về các mùa hay là biểu cảm về tình yêu hay là nói về sự thất bại, chúng ta cũng sẽ ghi ra và chúng ta học những câu thơ hay. Những câu hay chúng ta học thôi, còn những câu dở chúng ta đọc, chứ không có nên học. Tại vì mấy cái dở mà đi đọc tới đọc lui nó kỳ lắm, nhiều khi đọc nó không trúng nữa, nó rất là kỳ. Bắt buộc chúng ta phải có cuốn sổ tay. Mấy anh em đừng có tự tin vào trong cái trí nhớ của mình, không có đâu. Sức trẻ thì trẻ thiệt, nhưng mà có một ngày nào đó trí nhớ nó sẽ phản bội mình. Đừng có tự tin và đừng có gửi vào trong máy, mình lệ thuộc vào cái máy. Cho nên chúng ta buộc phải suy nghĩ và viết vào cuốn sổ tay, và cuốn sổ tay đã đi theo mình, đó giống như là bảo bối vậy đó. Ghép thêm một vật nữa, đó là cuốn sổ tay, đó là 19 món tùy thân của tỳ kheo. Tức là các thầy thì có 18 món ha, 18 món tùy thân của các thầy tỳ kheo để đi hành đạo. Thì bây giờ thêm cuốn sổ tay nữa, cuốn này gọi là góp nhặt. Tất cả những cái gì mà chúng ta đọc, chúng ta cảm thấy hay, chúng ta ghi viết vào trong đó. Mấy huynh đệ biết cái hồi đó chúng con cũng làm như thế. Rồi sau này bận quá không đọc, nhưng mà tình cờ soạn lại đó, rớt cuốn sách đó ra mình đọc lại, mình thấy trời sao mấy câu này nó hay quá. Bây giờ mình đọc mình cảm nhận nó hay khác, còn hồi trước mình đọc mình hay khác. Bây giờ mình đọc lại mình thấy nó hay vô cùng. Vì hồi đó là mình sôi nổi, mình muốn hòa nhập. Cho tới khi bây giờ mình không sôi nổi nữa, mình đứng lại tự nhiên mình thấy cái câu đó nó có một giá trị khác. Chỉ có cách này thôi chúng ta mới có thể có vốn đi buôn mà nó không cạn kiệt. Chứ còn không có bao nhiêu cái tung ra mẻ lưới cái rồi cục vốn hết đi, giảng được bữa thôi qua bữa sau bí xị, chứ còn nói được cái gì nữa đâu, phải không? Có bao nhiêu đem ra xài hết trơn hết rồi. Rồi kiến thức của chúng ta phải luôn cập nhật quá, mà muốn cập nhật quá cho nên mấy huynh đệ phải trang bị thêm kiến thức về xã hội.